Chị Bơ, chị Bơ, chị Bơ, chị Bơ. Gì đây? Em được lên tuyển rồi. Tuyển cái gì? Tuyển gọi là hội trẻ phù đồng cấp tiểu học. What? Này, hội trẻ phù đồng em đăng ký ngủ lướng không? Cái gì đây? Thi thể dục thể thao, sức khỏe bền vững các kiểu nha. Em là em thi bắn cung luôn. Chị chả tin. Không tin ha? Không tin thì đi theo em xem cái màn trình diễn của em đây này. Thế thì chị sẽ cầm cái búa này, nếu mà không phải chị sẽ gõ bung vào đầu em. Đúng, đúng. Chưa gì ăn gõ rồi. Thôi rồi, bây giờ các bạn hãy đi theo chân mình cùng với chị Bơ để xem cái quá trình mình thi bắn cung sẽ như thế nào nha. Rồi trước khi đi các bạn nhớ bấm like video, nhớ đăng ký kênh và nhớ xem quảng cáo chúng mình nha. Còn bây giờ lên đường thôi. Rồi, chị Bơ thấy gì chưa? Đây là nhân vật của em. Cờ bắp cuồn cuộn, sáu múi các kiểu, có là điều luôn đâu. Không phải sáu múi. Ờ đúng rồi, sáu múi nha. Em rốt quá, người ta cho đứng bậc thấp nhất. Cái gì? Đây là cái vị trí thi đấu của em. Bây giờ sẽ thi đấu với cái bạn gọi là đầu trâu mặt ngựa kia. Bạn đấy. Đầu sừng sừng con trâu. À thế à? Như đấy là mũ bảo hiểm của bạn đấy đấy. Mũ bảo hiểm chị nhìn đây này. Này thì ô có cả quả dứa hay quả gì cả. Quả táo, trời ơi, đấy thấy chưa? Một bắn đi luôn. Được của nó đấy. Bắn trúng cả quả táo chưa? Bạn này bắn mình sẽ bắn trúng cả quả bom được này. Khoan đã. Dương cung lên. Bắn em bây giờ. Bắn nó quả đá boom. Bộp. Thấy chị đấy, lổ banh xác nó luôn nha, lổ banh xác nó luôn nha. Ôi thằng này đội cả cái chum lên đầu này. Ôi sao, quan trọng là chân tay em sao nó lại chuyển thành màu đỏ kia. Ôi trời, trời. Em bị mất máu. Hình như thế rồi, em bị mất một tí máu là mất 6 triệu tư rồi. Có máu của em kìa. Thằng này em bắn phát vào chân. Lõm phát vào đầu. Ôi bắn rồi, vào tay. À, wow. Em bắt đầu tăng thể lực của em lên. Một phát vào chân nữa. Chị thấy chưa? Chị thấy chưa? Hội khỏe phù đồng bắn cung nó phải siêu cấp VIP Pro như thế này chứ. Máu nhỉ, máu nhỉ. Boom. Ôi giời ơi. Ôi giời. Bạch phát bạch trúng. Ôi giời ơi. Bắn ngược lại chân mình kìa. Khoan nào. Em phải nhảy lên mới được. Chết rồi. Thằng này đội cái gì trên đầu kia? Đội cái hai cung chạm vào nhau, lổ bánh xác luôn. Em có làm được không đấy? Trời ơi. Ôi giời ơi. Chị em bắn nó đầu không? Nhìn bắn như quả táo rụng như sung luôn. Rụng như cánh qua bay luôn chị Bơ. Ôi giời. Thì đây này. Lông cả cái mũ bảo hiểm. Bắn liên hoàn cước. Nhanh lên. Liên hoàn bắn. Ôi giời ơi. Ôi giời, nó gọi là yếu quá rồi. Nó ngấp ngới luôn rồi. Mày nó ngấp ngoài nó tự chết ấy. Đúng rồi. Ôi thằng này dạng cả háng ra để mà thi bắn cung với em là sao? Ôi chưa. Em hết cung rồi chị Bơ ơi. Thôi hỏng rồi. Ủa alo. Ôi giời ơi. Đây. Một phát vào đầu. À nó có cái mũ giáp sắt. Ôi giời à, ơi vào tay rồi em ơi. Bắn nó vào đây em ạ. À. Nó có cái mũ chưa? Ôi giời ơi. Ôi chết rồi, hỏng rồi. Nó đầu em lùng tùng chảo rồi. Có dậy được đâu. Đấy tí, bắn phát vào chân. Trời ơi, em còn có 20 máu rồi kìa em ơi. Đấy tí, em sẽ hồi phục sớm rồi. Hồi phục sớm rồi. Này thì đây, mày có mũ à bưởi? Mày có mua à bưởi? Em vừa làm em vừa bắn được nha. Ôi em ơi. Rồi xong, nó nghe con cả tay luôn. Đồ ngu. Em bắt đầu lên, em cảm giác là cái level của em nó level up lên rồi. Level up có một suất cái thua còn. Đấy rồi, em sẽ làm lại cuộc đời. Ôi trời. Làm lại cuộc trình diễn này. Mất đau. Nó bắn vào chân em rồi. Quê giò anh em ơi. Thằng này lấy em thua thằng này đúng không? Đúng. Này thì đây. Bắn tiếp tục, bắn đi nhanh lên, không bạn đến bắn vào đầu này thì giờ. Đây hai phát vào tay luôn, em bắn vào tay không dùng được cung nữa luôn. Sượt qua đầu các bạn. Nhờn đi quả bom mày em nhìn nhá. Bắn đi trúng bom lổ bay xác. Thấy em ngắm chuẩn không ngắm chuẩn nhưng không chết, nhưng mà thế thì bắn dụng trong thời gian nó nguy kịch nhất mà nó vẫn bắn cái cung vào đầu em được. Nó ở cái tầm thằng này lý lợn thật. Cái quả này quả lên mới khó này. Đây bắn lên trời là mới vào được nó chứ. Bắn vào lên trời thì bắn vào. Đây này, nhìn nha, nó rụng xuống này. Chết rồi. Khoan nào. Không. Bây giờ mình đứng dậy là nó sẽ bắn hẹo mình ngay. Sao? Bây giờ bắn làm sao bây giờ? Được rồi. Đó, không sao. Nhanh lên. Bắn đi. Dương cung. Mày hả bươi. Tiếp tục đi. Bắn liên hoàn cước luôn. Không nào, nó bắn em bây giờ. Liên hoàn cước luôn. Nhanh lên rồi lẹ. Em bắn liên hoàn cước. Em mà không bắn liên hoàn cước là bắn vào đầu em mất. Ôi. Rồi, lẹ luôn, nằm xuống đấy đã. Mày quá. Làm xuống được không? Không làm xuống được. Thôi đây thằng này nó bệnh bắn em. Thấy chưa? Em phải nhanh tay nhanh mắt. Nó mà bắn em cái là nó sẽ nhẹo luôn. Thằng này nữa. Ôi giời ơi, liên hoàn bắn. Đấy. Anh chị thấy kỹ năng bắn của em có thượng thừa chưa? Nói chung là cũng khoan đã. Sao gì? Em có 10 máu rồi kìa. Liệu hồn. Khoan đã, em bị hết cung. Đây rồi. Trời ơi. Ôi nó đang tăng máu kìa. Thôi. Em cũng được tăng máu. Nhưng mà không sao hết. Với cái trình độ của nó thì chỉ cần một phát cung bắn vào đầu. Nhanh lên, không nó bắn mình bây giờ. Em bắn nó gãy tay luôn. Ôi cẩn thận cái mũi tên. Tí thì trúng người mình chứ. Tuyệt quá. Em sắp hẹo ở đây. Không sao. Đấy chỉ thấy 10 máu của em tiêu diệt nãy giờ phải 20 thằng rồi. Đây cái ván này ông cứ liệu cái ván này đây này. Khoan nào. Ngắm phải chuẩn hơn đã. Sao bắn trượt suốt thế? Ôi. Sao kỹ năng bắn của mình nó kiểu gì ấy nhỉ?
Kỹ năng bắn của mình nó kiểu gì ấy nhỉ? Tiếp tục. Tiếp tục ngay cho liên hoàn cước. Ok chưa? Ui nó gần mình. Ôi bạn này còn gần mình cơ này. Em không cho nó bắn mới được. Em không cho nó bắn mới được. Ôi không được cho nó bắn. À, nó phóng một cái cung tên lửa luôn à. Cái không sao, với cái lượng máu 10 máu của em đã tiêu diệt hàng trăm thằng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ và em sẽ được một tặng một cái cung tên mới, cung tên bằng màu xanh lục, màu xanh lõn chuối thì bữa đấy được chưa? Rồi. Bắn nó phải ra phóng ra tên lửa, ui bắn ơi. Bắn nó phải đẹp như này đi chứ, được chưa chị Bơ ơi? Được. Cái cung này là xịn đấy. Xịn chưa, xịn chưa? Bắn cái bạn kia đi, không làm bạn. Ôi rồi. Khoan ạ. Này thì đây, ối cung xịn có khác. Bây giờ nó có kẻo, nó có áo giáp hay là mũ giáp như nào thì em bắn nó cũng ia cái hẹo hết à. Đây này các bạn này, này cung đâu? Quỳ xuống đúng thế là bắn chết em đây này. Thế gì? Thế này là thế đi à chị Bơ? Thế này là thế nào? Ôi cung tên gì à? Thế này là thế nào hả chị Bơ? Tưởng thế nào? Ôi trời ơi, cung đâu? Dương cung xạ tiễn. Thôi sao là bắn phát vào ruột rồi. Vào eo. Trời ơi. Cái thằng ia cả đần này nữa. Nó còn mắc bảo nó không chết cả. Sao mày ngu thế hả? Mấy em phải kiếm ra. À đạt rằng 20 em sẽ có một cái cung tên mới. Được. Trăm mà. Mũi tên của lửa. Mũi tên của thần lửa. Ui giời bắn. Rồi. Bắn thế này thì chết rồi. Bắn tụt mũi. Bắn này chết rồi. Liên hoàn bắn luôn. Liêu hoàng bắn luôn. Nào, ngất ngây con gà tây. Ok chưa chị Bơ? Ok. Trời ơi. Đây rồi, rương cung. Không cho là bắn trước. Một phát vào người. Đổ ngay, đổ như chuối luôn. Ôi. Tí nữa để chạm vào tay mình. Thằng này nó đổ mà nó vẫn quăng ra một cái cung được. Cái bạn này rất là hãm với mình. Hãm mà. Em cho. Hết hãm thì thôi, bắn trúng nguyên chân lên này. Tiếp tục thôi. Đây chị Bơ. Em ơi. Ôi giời, xẹo đầu ơi. Luôn. Tập trung lại. Cái đường đi này là... Ôi giời ơi. À, mũi tên em có độc nha. Mũi tên của em có độc nha. Bây giờ mới để ý nha. Trúng vào người nó bị trừ máu liên hoàn cước kìa. Nó bắn vào tay em à. Thằng này. Đấy, nó bắt đầu nhiễm độc xanh cả người luôn rồi. Chị Bơ thấy gì không? Trời ơi, thấy rồi. Lổ ngay, lổ banh cả xác ngay. Tiếp tục. Thêm một cháu nữa. Nhận mũi tên mới. Dương bắn cung. Luôn bạn này đi. Dương cung lên. Này thì đây, bắn phát vào chân. Nhanh bắn phát vào chân nữa. Bắn phát vào chân nữa. Ôi bắn ba phát trúng liên tiếp luôn. Vỗ tay. Mày là ngã xuống kịp vậy nha. Rồi, đợi tí em phải hồi. Thằng này mày có cái mũ mà mày nghĩ mày oai hả? Ôi xong luôn, hết shot rồi, là xong. Rồi luôn. Chết rồi. Còn 4 thằng đối thủ nữa thôi. Cho em cái cung cái. Em phải mã hồi cái. Đây. Cẩn thận đi, đánh đi nhanh nè. À, nó bắn gây tay em rồi. Trời ơi. Tí nhờ. Rồi, em nghĩ em sẽ lụm được một cái cung mới rồi. Đấy, cung ánh sáng. Trời đất ơi, được chưa chị Bơ? Lực của nó phải gọi là vút tầm mây. Quá chuẩn đấy, luôn. Đây, tí nhìn cái cung ánh sáng của em này. Ôi trời ơi, bắn đi đâu đấy? Đấy, tí người nó đang lủng lẻo chị Bơ ạ. Đấy, nó bị giật điện. Nó bị giật điện, cung ánh sáng của em nó bị giật điện chị Bơ ơi. Ôi trời ơi. Ê, ngã luôn. Này, thằng này. Cung đâu? Triệu hồi cung. Bắn đi nhanh lên. Không, nó bắn mình chết bây giờ. Trời ơi. Nó bị giật cả giật. Xong luôn. Đùa luôn đi chứ. Nó bị cả giật mà nó vẫn xả cho mình một cái cung được ạ. Một cái mũi tên được ạ. Ô, tại sao? Nó bắn được cho mình cái kìa. Tại sao? Không, bây giờ nó chỉ bắn cắm xuống đất thôi. Đây em tí chị Bơ lấy lại bình tĩnh đã. Người nó lủng lẻo quá thấy chị ấy. Người em nó bắn vào tay em cái. Bây giờ người em lủng lẻo luôn. Đấy, gần chết rồi. Bắn một phát nữa đi cho nó hẹo thật. Nó bắn vào tay ơi. Em rồi. Trời thằng... ơi, khinh địch à. Cái thằng này đấy nhở. Này thì đây, bắn nó đi. Em nằm em bắn luôn. Bắn kiểu tư thế nằm cho nó đàng hoàng. Tàn như không phế. Ôi chết rồi, phải đứng rồi. Nó thấp quá. May hả bươi. Ôi trời, cái tư thế gì đây? Trời ơi. Tư thế gấp ngoại. Trời ơi. Đây, với vừa bắn vừa với. Ôi không. Cho nó dụng luôn đi chứ. Ôi không. Rồi, có ai không? Cứu tôi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Phải đứng dậy thôi. Thằng này cao mà cao. Mà này là hơi khó thằng nha. Này cao cao rồi. Hơi khó nhai nha. Ôi trời ơi. Không. Khoan đã, em phải cho cái người của em nó đỡ lủng lẻo cái đã. Ôi trời. Em bắn đi đâu đấy? Trời ơi, khoan đã, em lại hồi năng lượng. Bắn một lúc, cái hết cả sức rồi. Ôi trời ơi. Okay. Năng lượng đã lên vào full. Đấy, năng lượng lên cao cái là nó sẽ biết thế nào lễ hội với em ngay. Khoan nào. Ôi không. Năng lượng lên cao nó sẽ biết thế nào lễ hội với bắn em ngay. Bắn tay bạn đấy đi, dậy rồi. À, đấy, nó bắn ơi. Cho em gần gãy tay rồi chị Bơ. Chết rồi, hỏng rồi. Tay không dương cung được nữa rồi. Toàn súng, toàn thật rồi Bơ em. Tay dương cung cảm giác yếu đuối hơn hẳn. Cụt một chân rồi. Rồi, bắn liên tiếp luôn. Em chỉ còn lượng máu là 40 máu.
40 máu phải mình phải bắn. Bách phát bách trúng rồi chị bựa. Em toàn đánh xịt thôi. Đợi tí. Bách phát bách trúng cho nó hẹo cái đã. Đổ như chuối ngay. Còn 2 thằng nữa thôi. 8 trên 10 rồi. Rồi, Dương cùng đây rồi. Đây rồi. Các bạn quý không? Đây rồi. Này thì đây, còn một thằng nữa. Thằng nào? Ra đây. Ôi, thằng này thì cứ phát vào đầu luôn. Một phát vào đầu luôn. Thắng rồi. Ok chưa? Vẫn còn này. Từng hết rồi. Từng 10 trên 10 rồi kìa. Này thì đây, nữa đi, thêm 11, nữa đi. 11 trên 11, điểm số gọi là Đẳng cấp luôn đi chứ. Thằng này. Ôi trời ơi. Thằng này, dịch ra. Như là bưởi. Ngã đi. Ngã ngay, đổ như sung ngay, 12 trên 12 ngay. Rồi, em bắt đầu phá kỷ lục bản thân rồi đấy, tiêu diệt 12 thằng một lúc. Thằng này lớn đúng không? Đúng. Ui giời. Ôi giời ơi. Khoan đã. Cái cung của em đâu? Triệu hồi cung, thần cung. Đấy rồi, một phát vào người. Dụng dài con tim. Tí thì heo. Cái đẳng cấp của em bắn lượng máu rất là thấp, nhưng mà solo với những cái thằng phun máu liên hoàn cước luôn. Hai bắn vào tay rồi, một phát vào đầu. Giật điện chết từ. Lửa luôn. Một phát vào tay, hết cái bắn rồi nha. Rồi, tự dụng ngay à. Ai bảo cái tội trèo cao thì sẽ bị ngã đau chị bơ. Rồi, năng lượng của em có 5 thôi. Em phải bắn bách trúng thôi. Thôi. Một phát cuối. Sao? Chưa rồi, còn một cái đấy. Hết năng lượng thấy luôn. Thấy chưa? Hồi năng lượng. Pull up lại một chút. Dương cái cung này phải bắn một phát trúng luôn. Rồi xong. Luôn, trúng đầu nó nhưng mà mình ấy. Thế rồi, hết năng lượng rồi. Thế là hết năng lượng luôn. Đồ ăn hại. Nó gọi là nó chơi mưu hèn cái bản. Ngươi không chơi mưu hèn cái bản với em. Tận cái cửa kia kìa. Đâu? Đấy. Đây hả? Ừ. Rồi, hình như là được cả cái đấy đấy chị bơ. Cả cái dưới này nữa không? Cái này nữa thì sao? Đây rồi, cung xì xó con bò nhất. Cung cái gì? Cung này nhìn không có hiệu ứng gì, nhìn chán thật đấy. Ê em ơi, em bắn đi đâu đấy? Bắn này, cung lưỡi dìu nó hơi lặng. Em chưa tập làm quen được. Ôi xong. Em chưa tập làm quen được cái với cung lưỡi dìu này. Trời ơi, khoan đã. Này thì đây. Ôi em tưởng cung lưỡi dìu nào, cung này yếu của gì ạ? Yếu của gì ạ? Mình có được đổi cung bây giờ không ta? Em không biết nữa, khả năng mình phải hẹo mình mới được đổi cung. Yếu kiểu gì ạ? Nữa nè. Yếu hơn cả mấy cung kia, yếu hơn mấy cung bình thường. Đúng vậy. Đấy, cung bình thường nhá, bắn phát vào đầu, đi luôn. Cung này bắn cung này chả đi thế. Tí nào. Máu nó vẫn ngấp ngưới. Đấy, bắn vào chân nó kìa, còn không mất máu luôn mà. Trời ơi. À, bắn trúng quả táo là em sẽ được hồi máu. Ồ, bây giờ mới biết nha. Bắn trúng quả táo đỏ thì sẽ được hồi máu, không biết táo xanh mình được cái gì. Ai mà biết được. Đây nè, đấy, bắn cũng được cái hồi máu nhé. Bây giờ em mới biết. Em cứ tẩm mấy quả táo nó chỉ văng lên cho vui thôi. À, ai ngờ hóa ra được hồi máu. Tiếp tục. Thằng này, một phát vào chân, ngã luôn. Không, máu phun rồi, em cần cái màu xanh. Em cần quả táo màu xanh. Mà em phun rồi mà. Đấy, bắn phát đổ luôn. Đây rồi. Nhìn nhá. Ui giời ơi, bắn trượt à. Quế. Đây thằng này, em tập trung lắm rồi đấy. Rồi, thằng này một phát vào chân này, một phát vào người đó luôn này. Đó, thấy chưa? Em hiểu rồi, quả táo nó sẽ giúp mình hồi máu, là mấy lấy giờ mình không biết. Máu mình ngấp ngưới mà mình không biết ăn quả táo để mình hồi máu lên. Tiếp tục đi. Rồi, hết năng lượng luôn rồi. Đây rồi. Không có năng lượng để bắn đây này. Trời ơi, khổ quá rồi. Bạn này vẫn còn cố tình bắn em này. Đấy, khoan đã, cho. Ai giời, hết năng lượng. Cơ hội cuối cùng. Nó tự văng lên luôn mà, rồi luôn, hết năng lượng ạ. Gục ngã. Thôi em làm em rách đành đành vậy. Em làm em rách đành đành ở đây luôn. Đợi hồi năng lượng. Trời ơi. Thằng ấy cứ bắn vào tường ấy, không bắn được vào em. Nó không dâng cung lên cao được. Em sẽ chờ hồi cái năng lượng ấy lên tầm 20, em đứng dậy em bắn nó hẹo luôn. Không phải mình cầm cái mũi tên này nó lặng quá, thành ra nó tốn nhiều, cực kỳ nhiều năng lượng của mình luôn. Quá chuẩn luôn. Dậy. Rồi dậy, mình cũng mất năng lượng ạ. À. Táo vàng được cái gì kia? Để em khoan đã. Ôi giời ơi. Thằng kia. Chơi bẩn đi. Mày chơi bẩn với chúng tôi này. Chơi bẩn hả bưới? Nó sẽ có quả táo đi. Ôi trời ơi, hết năng lượng rồi, bắn cái gì? Vẫn cố gắng dặn ra một phát vào đầu nó. Rồi sao bây giờ chết hẳn đi. Chết hẳn luôn rồi. Rồi luôn. Hết năng lượng rồi, bắn ra không ra cái gì luôn mà. Tôi cho tôi xin một ít năng lượng đi. Trời đất ơi. Em sẽ cố gắng trong cái gọi là cái sức lực cuối cùng mà không được. Táo. Không có tên nữa. Không có năng lượng để bắn nữa, trời ơi. Táo xanh cho một canh nhanh đèn. Không có năng lượng nữa. Cứu tôi.
Chumila help me. Oh Malataka. Em ơi, bắn cho nó một phát mới được. Thằng này vẫn chưa dùng rồi à? Trời ơi, tư thế này nó còn bắn mình. Mày à bươi, trời ơi, cho tao một tí quả táo mày ơi. Tư thế này nó còn bắn mình dễ chết hơn ạ. Nó đang ngâm ngâm chân em rồi. Được. Thế rồi, phát cuối cùng. Ây, trời, nó không có năng lượng để mình gồng cái cung của mình lên đi chứ. Trời ơi. Chứ em cung được. À đây thôi, quả táo không được rơi nha, quả táo không được rơi nha. Rơi đúng vào đầu mình. Ui, tí, mình bắn. Rồi xong, quả táo rơi luôn. Em cho thằng này hẹo cái đã. Đấy rồi, đây rồi. Ây giời, nó tự bắn nha, không phải do em. Trời ơi. Thế thật sự, thế rồi, nằm bên này không có sức mà dậy để bắn mấy nó luôn đi. Cái bạn này bắn lên trên chứ không bắn chúng mình đâu. Ừ đúng rồi, mình có lớp tường bảo vệ mà. Rồi, để xem nào. 17 năng lượng, 18 năng lượng rồi, đây rồi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Không được, em không biết là tao xanh tặng gì cho mình. Em kém vậy, trời ơi. Lại thì em sẽ tập trung bow up lại một tí này. Rồi luôn, nó bắn quả táo đỏ, nó hồi máu rồi. Nó hồi máu rồi anh em ơi. Mình cứ đứng nằm thôi. Để tí xem mà. Không à, mình cũng phải hồi máu. Ui giời, lại trượt nữa. Oh, no. Cái tài, xạ thủ của em bắt đầu nó đi xuống rồi. Cái cánh tay của em lùn lùn lẻo rồi. Ôi trời ơi. Khoan đã, hồi lại máu tí ra. Hồi máu rồi. Đây rồi, quả táo màu vàng nữa luôn rồi. Bắn đi, bắn. Tí thì trúng không? Trời ơi. Tí thì trúng không? Hay thật à. Em hãy đứng, em nằm đây, em hồi máu một chút. Đây rồi, đây rồi. Thật chuẩn nha. Ôi trời ơi. Thật chuẩn nha. Trời ơi, một tí nữa là chuẩn rồi. Trời ơi. Cơ hội nó chỉ đến với mình có một lần thôi chị vợ ạ. Ôi trời. Hồi máu tí nha. Ôi. Hồi máu thì dễ rồi, hồi máu thì bắn dễ rồi. Thiếu năng lượng. Còn 6 ấy thôi. Bắn vào đầu bọn này này. Bắn đi, bắn vào đầu bọn này này. Không được, em không đứng dậy lên em không bắn được. Cái thế nhỉ, chưa biết quả táo màu vàng ấy giúp được cho mình. Đây rồi, quả táo màu xanh, còn là 5, 6 năng lượng là được. Rồi luôn, em lấy gòng sắt ở đây. Mỗi cái nó sẽ mất tầm 5 năng lượng. Ôi, nó tự vung kìa. À, cái lực căng của mình nó bị mất năng lượng. Em không cho thằng này bắn vào em luôn. Em cứ nằm đây thôi. Em nằm như chết trôi thì thôi. Để em đứng dậy là mất 3 năng lượng. Ý trời, cái quả cao lắm. Đứng dậy cho tôi. Đứng dậy hết năng lượng luôn, trời rồi ơi. Luôn. Đứng dậy lấy năng lượng nào. Đứng dậy thì bạn đấy sẽ bắn mình chết hơn. Không, bây giờ nó gọi là thằng này bị ngáo ngơi quả mơ rồi. Nó bắn vào nguyên tường này, chị thấy em từ lẽ nào. Nó chỉ bắn nguyên tường vào tường thôi. Trời ơi. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu ấy. Không, nó là kẻ địch mạnh. Nhưng mà đồng đội lúc trước của nó đây. Đợi tí. 15 năng lượng rồi, 15 năng lượng rồi. Trời, nó ngâm vào đầu em sao ạ? Đấy, mị Con lợn này. Mà em mới đứng được dậy thì vừa kịp đứng lên thì lại ngã xuống. Con lợn này. Tổ quốc ghi công. Ôi trời. Vĩnh biệt rồi. Nó thấy người em lủng lẻo bắn vào đầu luôn rồi. Thôi rồi chị Bơ ơi, quá trình mình luyện tập để thi cái hội khỏe phù đóng như thế này là quá là vinh dự rồi. Tiêu diệt cũng phải 10-20 mạng, à đâu, 6-7 mạng, 6-7 mạng nha. Dạ, giờ đi diễn luyện gọi là cấp tỉnh. Thể lực yếu quá anh em ạ. Rồi anh em ơi, anh em thấy cái video này hay thì anh em hãy để lại cho chúng mình xin một like và đăng ký kênh và nhật biệt nhớ xem quảng cáo của chúng mình nha. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.